Chương 769, kiểm lại. Đám Diệp Tu, Tô Mộc Tranh Trần Quả và Đường Nhu muốn thử cảm giác ở bên này. Ba cô gái ở hai phòng. Diệp Tu bèn quay sang ở cùng phòng Ngụy Sâm, đúng như Ngụy Sâm phán, phòng này sương khói mờ như này, nhưng Diệp Tu chẳng có vẻ gì là không quen. Mọi người tập hợp cả rồi, Ngụy Sâm đưa một điếu cho Diệp Tu cũng chép miệng ngậm ngùi. Tuyệt nhỉ, Diệp Tu cười bảo. Nếu đối thủ không phải là gia thế càng tuyệt hơn. Lòng Ngụy Sâm vẫn lo lắng điều này, không làm sao thả lỏng, bởi gã cần cơ hội này hơn ai hết. Lắm lúc gã cũng bực mình, sớm biết thế này vì sao lãng phí nhiều năm như vậy, vì sao mấy năm trước không quay lại thử một lần. Không thì ông thử sang Bá Đô, xem tụi nó có chịu nhận ông không, rồi thành lập hội người cao tuổi luôn. Diệp Tu châm điếu thuốc rít một hơi. Thôi đi, lớn tuổi rồi, lăn lộn thì đéo nào. Ngụy Sâm vẫn là tiếp tục ưa đắt. Ông lo bọn nó không thèm nhận mình chứ gì, Diệp Tu cười. Hử, Ngụy Sâm đốt lại, thế mày thì sao? Mày còn có thể trả cơn nam gì, trình độ mày vốn là duy trì rất tốt, cuối năm trở về còn lo không được ai rước sao? Không có mục tiêu phấn đấu, tụi làm sao giữ được trình độ chơi game thế này, Diệp Tu nói. Tới nước này nghĩ nhiều làm gì, cứ thế làm tiếp đi. Ngụy Sâm nói, thế rốt cuộc thằng nào mới là nghĩ nhiều? Rảnh rỗi sinh nông nổi đó mà. Ngụy Sâm lại than thở quả thật bó tay. Ai mà chả thế, Diệp Tu hít một hơi, dõi mắt về phía cửa sổ. Nếu khiêu chiến thất bại mày định làm gì, Ngụy Sâm đột ngột hỏi. Đến lúc đấy thì tính tiếp, Diệp Tu đáp. Mày chưa từng nghĩ? Đúng là chưa từng nghĩ đến, Diệp Tu lại đáp. Không nghĩ có khi lại tốt, Ngụy Sâm khẽ thở dài. Có vẻ gã bị mấy cái chuyện này quẩn cho thê thảm rồi. Thật ra ông có gì phải lo, cứ coi như ông thua ông cũng có mất, có đứt 18 tủ cổ đút túi. Còn lo không đủ để vênh váo với đời à? Diệp Tu cười. Lòng không cam, bao nhiêu tiền cũng xóa không được, Ngụy Sâm nói. Hay là ông cứ chi tiền thuê mấy cái sát thủ làm thịt cả đám ra thế, thì tụi mình chắc chắn thắng rồi, Diệp Tu nói. Ờ, tao có quen biết mấy đứa cũng được lắm. Đệt, Diệp Tu không ngờ Ngụy Sâm định làm thật. Tao đang đùa mà thôi, Ngụy Sâm bất bình. Ra thế đúng là một đối thủ khó chơi, Diệp Tu nói. Nhưng chúng ta vẫn có cơ hội. Mày định dạy đời tao à? Ngụy Sâm nói. Nhưng ngoành quá phế, cứ lo mấy cái chuyện hiển nhiên. Hôm nay mấy cái chén rượu nó kích thích ông à? Mày thấy mấy đứa bên mình ok không? Ngụy Sâm không tâm sự. Hai người đàn ông với Diệp Tu bắt đầu vào thẳng thực tế. Ông cũng chơi với tụi nó rồi, ông thấy thế nào? Diệp Tu hỏi. Đường như bánh bao cực kỳ có tiềm năng, mà nhặt được hai đứa nó nặng ngang với vớ được báu vật, tao thề. Sau vòng khiêu chiến đảm bảo hai đứa nó nhận được lời mời vào chiến đội chuyên nghiệp, Ngụy Sâm nói. Sao phải đợi tới khi đó? Ngụy Sâm cười. Vương Kiệt Hy đánh tiếng với Tiểu Đường từ lâu rồi. Có chuyện này à? Ngụy Sâm ngạc nhiên vô cùng. Sao không? Diệp Tu bâng quơ đáp. Em từ chối rồi, thế em nghĩ sao? Ngụy Sâm sốt ruột. Đây chính là vấn đề lớn nhất của Tiểu Đường. Nhiệt huyết và tình yêu của em ấy với Vinh Quang không giống anh em mình. Mới đầu là vì em ấy đánh thua tụi, cũng là muốn so đấu với tụi mới tập Vinh Quang. Em ấy không có mục tiêu làm tuyển thủ chuyên nghiệp, nên ban đầu Vương Kiệt Hy mời em ấy không hề để ý, Diệp Tu nói. Thế giờ thì sao? Ngụy Sâm hỏi. Giờ à? Giờ thì chơi lâu thế em ấy có vẻ bắt đầu thích Vinh Quang. Giới chuyên nghiệp vẫn còn nhiều người mạnh, đáng cho em ấy cố gắng đánh bại. Tôi nghĩ đây là động lực chính để em ấy tiếp tục, Diệp Tu nói. Hè, lý do này tuyệt đấy. Tính cách cô bé thực sự rất hợp đi đấu giải. Tao nghĩ cô bé sẽ tiến xa, Ngụy Sâm nói. Cũng chưa chắc, Diệp Tu nói. Sao thế? Tiểu Đường còn nhỏ, hơn nữa lai lịch rất khá bí hiểm. Ông anh xem tố chất của em nó đó. Lúc tụi tới đây, em ấy còn là nhân viên trong tiệm Hưng Ân. Ông nói thử xem, Diệp Tu hỏi ngược. Đệt không phải chứ? Ngụy Sâm kinh ngạc. Tôi cực kỳ nghi ngờ em gái này cũng là bỏ nhà đi bụi giống mình, Diệp Tu đoán. Mày bỏ nhà đi bụi à? Ngụy Sâm tiếp tục há miệng. Đệt lỡ mồm rồi, quên mất ông không biết, Diệp Tu nói. Lỡ rồi thì cho lỡ luôn đi, Ngụy Sâm thúc giục. Chuyện cũ rích từ đời nào rồi nói chi nữa, Ngụy Tu khinh bỉ. Diệp Tu khinh bỉ, Ngụy Sâm đang hóng hớt. Thực sự Ngụy Sâm không phải dân buôn chuyện, thấy Diệp Tu không muốn kể thì thôi không hỏi. Cá tiếp tục kiểm tra thực lực các thành viên Hưng Hân. Nói gì thì nói, Đường Nhu tính ra là người xuất sắc nhất bọn. Bánh bao không tệ nhưng là không ổn định. Bình thường nó từng tưởng không nói làm gì, nhỡ lúc quan trọng lên mà nó lên cơn thì xác con mẹ nó định. Không sai, đây là điểm yếu của Bánh Bao, Diệp Tu nói. Tao nghĩ trong những trận quan trọng tuyển thủ kiểu này thường được đội xếp vào vị trí thứ 6, Ngụy Sâm nói. Mình không làm được cái chuyện xa xỉ ấy bây giờ đâu, Diệp Tu đáp. Mày nói đúng, Ngụy Sâm lại thở dài. Mấy đứa còn lại trình độ kém xa hai đứa này. Mạc Phàm cũng giỏi lắm, Diệp Tu nhắc. Đậu, cái thằng mất lết đó. Mày không nhắc tao còn đếch để ý.
Mày vừa nhắc tao muốn đập cho nó một trận, Ngụy Sâm nói. Quả thật không yên tâm được cái tên này. Chả biết cậu ta chơi bình quang cái kiểu gì, mong là ở cạnh tụi mình có thể thay đổi quan điểm, Diệp Tư nói. Mày xem nó cứ cái kiểu chống lại cả thế giới, tao thấy khó giải quyết lắm, Ngụy Sâm nói. Cậu ta chỉ chống lại mấy cái thứ lạ lẫm, chứ vinh quang cậu ta quen lắm. Giờ cũng tìm được thêm về vinh quang, cứ quan sát trước tính sau, Diệp Tư nói. Còn La Tập và An Vân Giật, Ngụy Sâm chỉ hai tên mới hôm nay. Buổi chiều tao cũng xem quá trình của La Tập, thời gian ngắn sợ không lên sàn được, về sau còn phải xem nó tiến bộ đến đâu, trình độ của nó hiện nay là so với hồi mới gặp mày thế nào. Có tiến bộ đó nhưng không bằng được nhiều vào bánh bao, hơn nữa tụi cũng chưa dạy được gì nhiều, để thằng này tự tăng cường luyện tập xem sao, Diệp Tư nói. An Văn Giật thì sao, bình thường bọn mày dẫn nó theo khắp nơi, tao chưa biết trình độ của nó thế nào, Ngụy Sâm nói. Cũng cần luyện thêm phán đoán và phản xạ, cậu ấy không tồi, nếu đấu solo đứng yên thì cậu ta có thể thêm máu khả năng kiểm soát đúng chuẩn chuyên nghiệp. Thế nhưng mà nếu như cậu ta phụ trách nhiều mục tiêu, một người lo cho cả đội, cậu ấy chắc chắn bị loạn, Diệp Tư nói. Ai dạ, lại phải để hết tháng xem thế nào, Ngụy Sâm nói. Chả còn gì để xem nữa, đây là những cái người có thể dùng được rồi, Diệp Tư nói. Tiểu Kiều cũng được đấy, tao nghe nói. Nó bảo mày gợi ý nó chuyển sang chơi trận quỷ hả, Ngụy Sâm hỏi. Tôi thấy phong cách của cậu ta thích hợp với trận quỷ, Diệp Tư nói. Nhóc ta đứng vững vàng mấy thứ căn bản, bước vào giai đoạn thích ứng và củng cố khi chuyển nghề. Tao thấy thằng nhóc này hơi bị được, nhưng cô cậu không có thiên phú nổi trội, mong là có thể cần cù bù thông minh. Tội nhặt được hai em có thiên phú là may lắm rồi, Diệp Tư nói. Nó cũng đúng, thực sự may mắn. Thôi luyện tập tốt đi, trông cả vào tụi nó, Ngụy Sâm rít điếu thuốc cuối cùng, rụi điếu thuốc một cách tàn bạo rồi đi ngủ. Ừ, Diệp Tư đáp cũng là nằm xuống. Im lặng lúc lâu, đột nhiên Ngụy Sâm hỏi. Bà chủ chắc cũng không tính tuyển thủ chính thức đâu nhỉ? Tất nhiên rồi, Diệp Tư đáp. Ừ, Ngụy Sâm đáp, sau đó cũng không nói thêm tiếng nào. Suốt một tháng tập quen với cái kiểu quẩy thâu đêm, giờ muốn yên giấc cũng khó, Ngụy Sâm hơi xỉn. Bảo ngủ là ngủ luôn, Diệp Tư chỉ nằm trên giường chả buồn ngủ tẹo nào, cứ nằm như thế mà nhìn chằm chằm khung cảnh đèn tuyền ngoài cửa sổ, không biết bao lâu mới dần thiếp đi. Ngụy Sâm mượn rượu ngủ sớm, thức dậy cũng sớm. Gã vừa dậy quay sang đánh thức Diệp Tư. Dậy luôn, nhanh dậy đi, tranh thủ hôm nay không bận gì lập kế hoạch và phương án luyện tập, không thể nuôi thả thế này, Ngụy Sâm gọi. Nuôi thả gì ba, tụi rõ ràng lên bài tập thích hợp cho từng đứa rồi, Diệp Tư đáp. Mày lập xong rồi vứt đấy, tụi nó tự luyện được à? Chúng ta phải thực hiện bài bản hơn, từ thời gian, nội dung, trình độ, mọi người thống nhất hành động để nhịp độ tập luyện nâng cấp cùng nhau. Ngụy Sâm giảng đạo, chúng ta phải là tích cực chuẩn bị cho trận khiêu chiến này. Không chỉ riêng gì trang bị ra, chỉ tăng trình độ thực lực cá nhân là vô cùng quan trọng. Được, ông nói hay lắm. Thế thì khoản luyện tập nâng cao thực lực thành viên giao cho ông, trang bị để tụi lo. Ông đừng làm phiền tụi nữa, tụi đang có ý tưởng, cần suy nghĩ một chút, Diệp Tư xoay người. Đủ má, hôm nay mày dậy ngay cho tao, tao với mày cùng sửa kế hoạch luyện tập. Kêu cả Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm sang, hai đứa đều có kinh nghiệm trong chiến đội, Ngụy Sâm la làng. Diệp Tư đành bất lực thức dậy. Hôm qua không biết mấy giờ hắn mới ngủ, trông chả có tí tinh thần, nhưng thấy Ngụy Sâm đột nhiên dâng cao tinh thần, hắn cũng vui lầy bèn cố hết sức bỏ dậy. Hiện tại chúng ta không có những cái phần mềm luyện tập do chính các chiến đội đích thân nghiên cứu, tuy nhiên với tư cách là những người chơi tiên phong tua đầu, chúng ta không cần ý. Nhưng mà chiến đội đầu tiên không có mấy cái này, ai cũng dựa vào game online luyện tập như nhau, Ngụy Sâm nói. Cái này mà ông cũng phải nói ra, Diệp Tư đáp. Được, giờ nói chuyện cần thiết, tụi bay luôn hết tất cả những chương trình luyện tập thường sử dụng trong câu lạc bộ ra đây, chúng ta tìm cách thay thế thích hợp áp dụng trong game, Ngụy Sâm nói. Tụi biết chứ, tụi vẫn làm thế mà, Diệp Tư tiếp lời. Giờ có anh mày rồi, tao giúp mày chỉnh sửa hết trong vòng một ngày, Ngụy Sâm nói. Ông đợi tí, ông có biết giờ các câu lạc bộ dùng phương án luyện tập nào không, Diệp Tư hỏi. Biết thì éo nào được, thế nên mày phải nhanh chóng nôn hết nguyên lý và phương án tất cả chương trình mày từng biết cho tao. Trông Ngụy Sâm giờ chả khác gì là phường ăn cướp. Chương 770, lịch huấn luyện. Ngụy Sâm thức dậy từ sớm, sớm nhất trong cả bọn, lại còn vừa dậy vừa líu lấy Diệp Tu nào, coi như đánh thức tất cả dậy luôn. Cả đám đều giống Diệp Tu, quen cày đêm nên buổi tối không ngủ được, lúc này ngáy ngủ rơi phòng, nhìn theo hai người Diệp Tu và Ngụy Sâm tiến thẳng ra ngoài. Đi đâu vậy, mọi người thắc mắc. Hiện nay không có boss xuất hiện đâu nhỉ, có đứa ngó lịch, không có đứa khác khắc định chắc chắn. Ngủ tiếp nhé. Ok, tất cả bao về phòng,
Mãi tới khi hai người đến tiệm nét Hưng Hân, suốt dọc đường Diệp Tù nói rất nhiều về các phương pháp xuất hiện khi Ngụy Sâm giải nghệ. Nếu không thuộc câu lạc bộ chắc chắn sẽ không tiếp xúc được. Ngụy Sâm lập tức vặt não xem có thể áp dụng được trong game không. Không thể không nói vì Ngụy Sâm vẫn luôn lăn lộn trong game sau khi giải nghệ, gã hiểu rõ về game hơn một cái tuyển thủ chuyên nghiệp như Diệp Tu. Còn Diệp Tu thì sao? Giống như việc vào phó bản còn phải xem hướng dẫn, hắn từng trải qua nhưng mà quên hết. Nhưng mà không thể so được với Ngụy Sâm tập quen mọi thứ. Hai người nói chuyện sau một hồi thì nghĩ ra vô số ý tưởng, cả hai phi như bay đến tiệm Hưng Hân, xông thẳng lên đầu hai bắt đầu thử nghiệm. Trên bản đồ rộng lớn các loại phó bản, lượng nhiệm vụ khổng lồ đều có thể thay thế cho chương trình huấn luyện. Hai người vừa thử nghiệm vừa ghi chép, sau 2 giờ thu hoạch kha khá. Lúc này những người chơi khác lần lượt bước vào tiệm. Hai ông tướng mới sáng sớm tới đây làm gì vậy? Trần Quả đi qua nhìn thử. Diệp Tu và Ngụy Sâm hai người mỗi người một máy thỉnh thoảng thảo luận vài câu. Nhân vật cả hai đang ở cùng vị trí trên bản đồ, không chiến đấu mà nhảy nhót ở không trung. Ê, ở núi Lê Mộc làm gì thế? Trần Quả nhận vị trí hai người, lợi dụng vách đá luyện tập nhảy cao. Diệp Tu chỉ vách núi trước mặt nói, nhảy được à? Trần Quả giật mình, tất nhiên là được. Diệp Tu nói xong liền là thao tác nhân vật nhảy lên, dừng ở một cái điểm nhô ra trên vách núi. Sau đó thao tác nhân vật không ngừng bay nhảy trên vách đá, dần dần hướng lên cao. Những người khác nghe cả hai trò chuyện bèn rủ nhau hóng hớt. Kiều Nhất Phàm xuất thân tuyển thủ chuyên nghiệp, biết rõ những thao tác cơ bản nhảy cao đều nằm trong nội dung luyện tập cố định hàng ngày, chế độ yêu cầu mỗi người phải hoàn thành. Cậu liền hiểu Hưng Hân do điều kiện có hạn, tìm một vài cảnh trí thích hợp trong game thay cho nội dung luyện tập mà các câu lạc bộ cần dùng phần mềm là được. Tội định lập phương án luyện tập cho chiến đội, mỗi người phải hoàn thành màn huấn luyện cơ bản mỗi ngày, còn có huấn luyện đặc thù đối với từng nghề, huấn luyện đoàn đội các thứ. Về sau mỗi người là phải hoàn thành nội dung huấn luyện được giao, chúng ta phải chuyên nghiệp lên. Tốt quá, Trần Quá rất vui. Cô nhìn chiến đội dần đi vào quỹ đạo. Ừ, tội và lão Ngụy đang sửa sang phương án, tranh thủ làm xong cho ngày hôm nay. Diệp tôi nói. Hai người gắng lên. Trần Quá nói. Sau khi trải qua thời kỳ đầu chuyên nghiệp, một người tiếp tục phấn đấu tích lũy kinh nghiệm phong phú trong giới, một người còn lại thì mang theo hiểu biết kinh nghiệm vượt xa người chơi bình thường quay về game online. Trải qua bao nhiêu bản cập nhật mở rộng trò chơi, cả hai bắt tay vào, quả thực là vô cùng thích hợp. Tiến độ công việc cực kỳ khả quan khi mà tổng kết phát hiện nội dung trong văn kiện ngày càng nhiều, Tô Mộc Tranh kinh nghiệm đầy mình cũng đến được gọi hỗ trợ sửa sang những cái gì hai người nghiên cứu, tạo ra phương án cuối cùng hợp lý nhất. Bận rộn mãi tới 7 giờ, văn kiện kế hoạch huấn luyện chiến đội Hưng Hân ra đời. Tuy nhiên nội dung bên trong chỉ là huấn luyện cơ bản mà ai cũng phải làm, còn nhằm vào từng nghề thì chưa có. Mọi người cùng xem kế hoạch, có nội dung bọn họ đã làm, có nội dung họ chưa làm, nội dung huấn luyện không ít, nhưng phong cách y chang, hà khắc lặp đi lặp lại vô cùng tẻ nhạt. Mục đích của huấn luyện thao tác cơ bản của các tuyển thủ trở nên chính xác và nhanh chóng. Tuần sau cũng chính là ngày mai, mọi người đều phải hoàn thành nội dung mỗi ngày. Hiện giờ chúng ta phải cướp bot, cho nên là không thể tuân theo thời gian cố định. Ngoại trừ thời gian đoạt bot, chúng ta là ưu tiên hoàn thành phần huấn luyện tập huấn này trước. Nội dung rất buồn tẻ, nhưng nó giúp mọi người nâng cao trình độ thao tác. Đừng xem nhẹ tầm quan trọng của bài tập cơ bản, dù là đại thần trong liên minh chuyên nghiệp cũng không thể thiếu những bài tập hàng ngày này đâu. Diệp Tu nghiêm túc nhắc nhở mọi người. Tất cả nghiêm túc gật đầu, chỉ có Mạc Phàm không biểu hiện gì, ngơ ngác nhìn chăm chú vào nội dung huấn luyện trên màn hình. Mạc Phàm, em có thể thử để nâng cao kỹ thuật, Diệp Tu cố tình gợi ý. Mạc Phàm không nói câu nào, chỉ liếc nhìn Diệp Tu rồi thôi. Nhưng ngay ngày hôm sau, Mạc Phàm đã thao tác hại người không mệt luyện tập theo nội dung huấn luyện cơ bản ra đời, trình độ thực sự mọi người liền là hiện lộ rõ rệt. Kiều Nhất Phàm tốc độ tay không bị kịp đường như bánh bao, là người hoàn thành bài luyện tốt nhất, đa phần đều bước đúng chỗ, mỗi lần lạc qua. Cậu chỉ không quen với cái tình hình thức huấn luyện thô sơ thông qua game online. Bởi vậy, tuy cơ bản là giống nhau mà hiệu quả tương đương, nói thật không thuận tiện bằng phần mềm. Ví dụ như mà huấn luyện lăn mình, nếu dùng chương trình câu lạc bộ sau khi thiết lập xong quá trình của mình hơi lệch tí là lệch hướng, hệ thống nhắc nhở. Còn trong game đương nhiên không ai nhắc nhở, chỉ có thể lăn xong tự nhắm vị trí nhân vật, xem phương hướng và khoảng cách đạt tới yêu cầu nội dung hay không. Hiển nhiên đây là bài khảo nghiệm tính tự giác mọi người. Nếu như đoàn đội chuyên nghiệp, những cái lần nhắc nhở khi thực hiện thất bại sẽ là lưu vào phần mềm, thể hiện rõ tình hình huấn luyện mỗi người ra sao, cũng coi như là một cách giám sát tuyển thủ trong huấn luyện. Đám hưng phải dựa vào tính tự giác, Diệp Tu khó lòng giám sát chặt chẽ, đành là khó quá bỏ qua luôn. Hắn cảm thấy mọi người không phải là những kẻ lười biếng gian dối, hắn tin cả một đám, một là không làm, còn làm nhất định là nghiêm túc thực thi tới mức tốt nhất. Kiều Nhất Phàm cứ tuần tự hoàn thành một cách thuận lợi. Bánh bao lầm bầm một mình, rõ ràng cậu là gặp khó khăn, thỉnh thoảng tỏ ra tiếc nuối trước thất bại. Đường Nhu không làm nhảm như bánh bao, nhưng nét mặt lại rất lạnh lùng, lông mày hơi nhíu. Bình thường lúc cô sông sáo vào biển người chưa từng thấy như vậy, hiển nhiên là thường thông qua yêu cầu khắc nghiệt của huấn luyện. Mạc Phàm ban đầu vô
cũng là vô cảm, dần dần nhíu mày giống Đường Nhu, rõ ràng cậu ta không quen với cái kiểu tập huấn này. Còn An Văn Giật thì đau khổ hơn nhiều, Lội Xuân yêu cầu thao tác chính xác cao mà cậu không làm được, cậu thậm chí bắt đầu hoài nghi bản thân, khéo chào bao giờ làm xong bài huấn luyện lại mất. Về phần la tập, cậu ta vẫn là dãy ruộng ở khu thường, phương án huấn luyện của Diệp Tu và Ngụy Sâm thiết kế chủ yếu lợi dụng tải nguyên thần chi lĩnh vực, ở khu 10 không thể áp dụng. Tuy nhiên những nội dung huấn luyện này khá nhiều điểm tương đồng kỳ diệu với nhiệm vụ khiêu chiến thần chi lĩnh vực. Lúc thần chi lĩnh vực mới xuất hiện, nhiều người còn tung hô những nhiệm vụ này quả thực là bách khoa toàn thư huấn luyện kỹ thuật của Vinh Quang. La Tập đang cố gắng vượt qua nhiệm vụ khiêu chiến, cũng coi như là đang luyện mấy cái bài cơ bản trước. Ngày đầu tiên xen kẽ hoạt động cướp đoạt boss, ngoại trừ An Văn Giật, tất cả người ta hoàn thành huấn luyện nhưng tốc độ hoàn thành không giống nhau. Kiều Nhất Phàm làm xong nhanh hơn, may mà không có số liệu thống kê từ hệ thống, bằng không lấy ra so sánh khéo khiến ba người còn lại xấu hổ tới mức cắn lưỡi tự sát. Tuy nhiên mấy ngày sau, Mạc Phàm lộ ra tố chất, ông không phải là gà mới Vinh Quang. Sau khi quen thuộc nội dung huấn luyện, hắn tiến bộ rất nhanh, hoàn thành càng ngày càng thuận lợi. Đường Nhu và Bánh Bao còn đang trả giá đắt từ những thao tác ẩu tả của mình. Hai người rất nhanh nhưng mà không chuẩn, giống Lư Hãn Văn tạo thành tám ảnh hoàn mỹ cũng không được. Thao tác Đường Nhu Bánh Bao còn chưa được tỉ mỉ bởi thời gian bọn họ chơi Vinh Quang còn ngắn, chưa đủ thành thục, nội dung này giúp họ quen tay hơn. Tuy nhiên người kém cỏi nhất phải kể tới An Văn Giật, cậu vẫn đang chật vật thực hiện nội dung huấn luyện. Cậu vượt qua nhiệm vụ khiêu chiến thần chi lĩnh vực, nhưng mà những cái nhiệm vụ kia chỉ cần làm một lần, chẳng biết ăn may hay là đủ điểm hay không mà qua. Bài huấn luyện này có thể gạt hết trường hợp trên. An Văn Giật không thể đáp ứng yêu cầu thao tác trong thời gian quy định, chỉ có thể lặp đi lặp lại không ngừng thất bại, cố gắng kiên trì. Mà giờ cũng mới có bao lâu, nhanh thế mà muốn có hiệu quả, Vinh Quang làm gì đơn giản thế vậy. An Văn Giật quả thực là đỡ lo nhất, tuy nhiên là người kém nhất, không cần ai thúc, thậm chí là an ủi hay cổ vũ. Cậu thậm chí còn xin Diệp Tu cắt vé đi giành boss, bản thân cậu ta không đi cũng chẳng sao. Cậu cố gắng làm tốt những bài huấn luyện cơ bản này trước. So với lịch huấn luyện khô khan hạ khắc, thời điểm cướp boss giờ chả khác là giờ nghỉ. Thế mà An Văn Giật chủ động hủy luôn giờ nghỉ của mình. Đám nhóc này nhất định có tương lai, Ngụy Sâm bùi ngùi. Chương 771, chính thức báo danh. Huấn luyện chuyên nghiệp quá khô khan, khiến cho chuyện mệt tâm như cướp boss bỗng biến thành khung giờ xả hơi. Mọi người trong Hưng Hần phải trải qua mỗi ngày như thế, ngoại trừ Bánh Bao lâu lâu hú ra hai tiếng chả mống nào thèm đấy, cũng không ai than phiền tiếng nào. Đảo mắt qua một tuần, ngoài huấn luyện cơ bản, tất cả huấn luyện theo nghề, Diệp Tô và Ngụy Sâm cuối cùng nghiên cứu thành công. Có điều huấn luyện theo nghề là chi tiết hơn nhiều. Ngoài việc từng nghề có nội dung luyện tập khác nhau, thì lúc luyện tới đây có thể dựa trên đặc điểm từng tuyển thủ có bài tập riêng. Đây là bước tiến lớn sau nhiều năm Vinh Quang chuyên nghiệp hóa. Ở những mùa đầu chưa đạt đến trình độ này, ngay cả bài huấn luyện cơ bản cũng không được bài bản. Chuyện luyện tập có lúc chỉ đơn thuần cho mọi người kéo đến đấu trường Pika. Còn bây giờ, những cái tuyển thủ có xuất thân từ game sẽ bị coi như là người mất bài bản. Có điều, người không theo bài bản chưa chắc tệ hại. Có giỏi hay không còn phải tùy từng người. Lúc này Ngụy Sâm vào, Diệp Tu tổng kết hình thức huấn luyện cho từng nghề, nghiên cứu kỹ cho từng thành viên trong đội. Những cái việc thế này cũng phải dựa vào trạng thái từng tuyển thủ trong quá trình huấn luyện mới có thể lên được bài tập phù hợp, không phải cái chuyện có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Một tuần này giới chuyên nghiệp vẫn giải đầy tin đồn, nhưng mà trong mắt người chơi, thị trường chuyển nhượng tuần này thực khá yên bình. Thực tế không phải yên tĩnh tuyệt đối, nhưng trong mùa hè có nhiều đợt chuyển nhượng giật gân như vậy, mọi người quá quen với tin nóng, cái tin tuyển thủ vô danh ồ ạt chuyển nhượng trái theo lý. Cứ như thế từng ngày trôi qua, các chiến đội lớn bắt đầu triệu tập đội viên chuẩn bị cho mùa giải mới. Mùa hè giới chuyên nghiệp không giống như là kỳ nghỉ hè của học sinh. Mùa giải bắt đầu vào mùng 1 tháng 9 thì phải tụ vào mùng 1 tháng 9. Trải qua mùa hè này, nhiều chiến đội có sự thay đổi lớn. Bá Đồ ôm về hai lão tướng lừng danh, Bách Hoa xây dựng lại chiến đội nên đổ của Lồng Cốt trước. Hồ Khiếu thì chào đón chủ lực mới khi tế dọa người, Đường Hạo lại vừa khéo mùa sau tân binh xuất sắc nhất Triệu Vũ Triết đảm đương vai trò chủ lực. Bên cạnh, Vù Phòng rời Lam Vũ, hai tuyển thủ ngôi sao của Vi Thảo, một giải nghệ, một chuyển nhượng. Chiến đội chào đón tuyển thủ mới hay tuyển thủ chuyển tới chiến đội mới đều cần thời gian làm quen với nhau. Nên theo thông lệ,
Giải đấu bắt đầu từ mùng 1 tháng 9 nhưng mà không phải vào. Ai cũng nghĩ tới mùng 1 tháng 9 các câu lạc bộ thường triệu tập người về cho quen mùa giải mới vào giữa tháng 8. Ngay cả các chiến đội cũng không thay đổi nhân sự là cần kéo tuyển thủ tìm cảm giác thi đấu. Họ đã nghỉ lâu như vậy, tuyển thủ tự giác luyện tập trong cả kỳ nghỉ dài cực kỳ khan hiếm. Ngày 15 tháng 8, lửa tuần vừa trôi qua, các công hội câu lạc bộ trong game thầm nhẹ nhõm. Kể từ ngày này, đám tuyển thủ chuyên nghiệp lệ bền bá đồ làm thu hoạch cả mùa hè của họ tụt giảm cuối cùng cũng chịu khó rút khỏi game online. Trước hoặc sau ngày này, các tuyển thủ chui vào game khác như Lư Hãn Văn, Lam Vũ, Lưu Tiểu Biệt của Vi Thảo, Triệu Vũ Chiết của Hồ Khiếu cũng kéo nhau rời khỏi. Có điều không ai trong ba số người vừa được số nhàng phắn lẹ như là Quẩn, Chúng, Trương Tân Kiệt, Lâm Kính Ngôn. Trật tự trong game được lặp lại. Mấy anh hội trưởng các công hội lớn xin 5 phút nghỉ bùi ngùi, dù hè năm nào cũng có một đợt sóng song hành như thế nhưng không phải lần đầu trải nghiệm. Nhưng thực sự năm nay thực quá đặc biệt, tin chuyển nhượng siêu hot, thế giới game điên đảo. Thêm cái chuyện trước này chưa hề có như đại thần cỡ Trương Tân Kiệt đích thân ra tay tạo ưu thế lớn cho công hội. Mùa hè năm nay quả thực để lại ấn tượng sâu sắc trong mỗi người. Kỳ nghỉ của tuyển thủ kết thúc, song cửa chuyển nhượng chưa khép lại. Các quản lý câu lạc bộ lớn tối tăm mặt mũi bận lợi dụng 2-3 tuần cuối nâng cao đội ngũ, lúc này các câu lạc bộ, các đội bắt đầu huấn luyện. Nếu nhận được phản hồi từ chiến đội khác còn có thể nhân lúc cửa chuyển nhượng chưa khép mà chỉnh đốn lần nữa. Người chơi có kinh nghiệm bắt đầu mong chờ vì xét theo tình hình trước đây, cuối kỳ chuyển nhượng cũng chính là lúc xảy ra các vụ thay đổi hoành tráng. Hơn nữa, đây cũng là lúc giá cao bất ngờ. Deadline dí cơ mà. Chờ mong đã đời, một tuần lại bình lặng trôi qua không có vụ chuyển nhượng nào hoành tráng. Đó là với người chơi bình thường, còn với team Hưng Hân, trong tuần này chợt xuất hiện một cái vụ chuyển tốt. Tuyển thủ Quách Dương ra thế chuyển qua chiến đội Hồ Khiếu giá 2,6 triệu. Sau tất cả, người này vẫn bỏ đi, từ chối làm hàng tuyển ở chiến đội hết thời như ra thế. Dù gì nếu câu lạc bộ không thể thuyết phục tuyển thủ bằng lòng ở lại thì cũng không thể giữ chân họ, đó là cách tổn thương lẫn nhau. Tuy ra thế sắp rước tuyển thủ nhân vật hàng sao Tiêu Thời Khâm và Diệt Sinh Linh, nhưng dù sao cũng là lãng phí một năm trong vòng khiêu chiến. Đâu phải ai cũng bằng lòng hy sinh một năm vì cái thứ tương lai xa vời. Quách Dương là tuyển thủ chủ lực của gia thế, nhân vật khí công sư, việc hắn rút chân chắc chắn ảnh hưởng tới sức mạnh gia thế. Cho nên tin này khá có giá trị với Hưng Hân. Có điều ảnh hưởng thì có, nhưng không cao. Xét theo hiện tại gia thế nắm trong tay ba tuyển thủ ngôi sao Tôn Tường, Tiêu Thời Khâm và Tô Mộc Tranh, điều mà toàn liên minh bấy giờ không nhà nào có. Tuy bá đồ có 4 người nhưng 3 trên 4 đã bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp. Còn 3 tuyển thủ của gia thế, 2 đang ở giai đoạn đỉnh cao, 1 là thời kỳ sung sức, sức trẻ dẻo dai có thể tiến xa hơn. Đó là thứ mà ba cụ bá đồ mong muốn cũng không có. Một quái vật bị kỳ yêu như thế trái lại là thu hút không ít sự quan tâm. Chuyện gia thế có thể thuận lợi thông qua khiêu chiến hay về quay về liên minh như chuyện đình đóng cột. Trong khi các chiến đội tham gia khiêu chiến lần này, có đội tụt hạng cùng gia thế, có đội bay ở mùa trước hay ở mùa trước nữa cũng ì ạch ở đấy. Thế nhưng chưa đội nào giải tán, dù gì mỗi năm chỉ có một đội có thể về. Những cái đội còn lại nắm chờ được thời cơ. Đó chính là bi kịch chiến đội của Tịch Hỏa. Đội bọn họ là đội bị kiêu cuối mùa 6, tham gia khiêu chiến mùa 7 và mùa 8 đều là thua sấp mặt. Đội thua sẽ bị coi thành nơi mặc cho người ta lựa chọn. Sau khi thất bại gặp nguy cơ giải tán, chiến đội Tịch Hỏa lại rất kiên cường. Năm đầu khiêu chiến thất bại, năm sau quay về, tiếc là cũng thua lốt. Trong chiến đội Tịch Hỏa chỉ có mỗi đội trưởng của họ vẫn ở lại, những người có thực lực đứng trong giới sớm đã bỏ đi. Đội ngũ có thể tìm các tuyển thủ bị rút khỏi chiến đội, không tìm được bát cơm trong liên minh. Lần này có thể là lần kiêu thứ 3 và cuối của họ, 3 năm liên tiếp nhận được lợi nhuận ít ỏi từ vòng khiêu chiến, khiến cho chiến đội này sắp đỡ không nổi. Tiền lương của đội trưởng Hồ Trạch Nghĩa vốn không phải tiền lương của dân chuyên năm ấy. Không đề cập tới cái chuyện vấn đề chuyên nghiệp hóa đội ngũ, đây là cơ hội cuối cùng. Ai ngờ tin từ trên trời rơi xuống một gia thế với ba tuyển thủ ngôi sao. Khi Tiêu Thời Khâm gia nhập gia thế, ba thành viên chiến đội Tịch Hỏa lập tức rút khỏi đội tìm việc mới, mất niềm tin vào cuộc sống. Bị loại cùng gia thế không chỉ Tịch Hỏa, chiến đội Huyền Bí cũng đang giàu thúi ruột. Nghĩ đến chuyện vượt qua khiêu chiến phải bước qua gia thế, ai không lo cho được. Nhưng đội ngũ này giống Hưng Hân, đều đặc biệt nhắm vào gia thế. Thắp nhang cầu gia thế tổn hao nhiều vào, nhưng cuối cùng người ta chỉ đi một cái nhân vật như thế, nói không chừng còn do gia thế cố ý đuổi đi.
Ra thế thay đổi cả đội trưởng và đội phó cơ mà, chắc chắn chúng đang tái xây dựng chiến đội. Nhưng lòng có u ám cỡ nào, báo danh khiêu chiến vẫn phải làm. Bên Hưng Hân, Trần Quả Cẩm, Chứng Minh và tên nhân vật của mọi người chuẩn bị đi báo danh. Thoạt đầu vòng khiêu chiến không nghiêm ngặt, hầu như không cần xét duyệt, nhưng dính vào quy định là phải tỉ mỉ hơn. Cuối cùng vẫn phải thêm những cái quy định cần thiết, ví như tuyển thủ vị thành niên chưa có chứng minh có thể báo danh bằng chứng minh người giám hộ, nhưng sau khi xét duyệt thì người giám hộ phải ra mặt. Hưng Hân có rất nhiều người trẻ, nhưng vị thành niên thì không. Trần Quả Cẩm chứng minh mọi người đi báo, nhưng lại kẹt Mạc Phàm. Ngày này tới Hưng Hân đã lửa tháng, ngày ngày lâm ly chả khác gì ngày mới đầu tới. Có thiệt là muốn gia nhập không vậy? Trần Quả không rõ cũng không biết Diệp Tù tính thế nào, nhưng sắp đăng ký rồi cô vẫn phải hỏi. Cậu có báo danh không? Trần Quả vẫn thẳng tuột như là ruột ngựa. Cô hỏi han không đầu không đuôi, hàng ngày mọi người nói chuyện, dù Mạc Phàm chưa bao giờ chen vào nhưng lỗ tai nghe hết. Hắn ta nhất định biết ý của Trần Quả. Không có hứng, Mạc Phàm phun bà chữ. Cứ đăng ký trước đi. Diệp Tu thấy Trần Quả hỏi Mạc Phàm cũng giọng tai nghe, nghe Mạc Phàm nói xong bèn chen lời. Báo danh có sao đâu, đến chừng đó không thích thì khỏi đánh thôi. Mạc Phàm im lặng không từ chối cũng không đồng ý, nhưng sống trong lửa tháng mọi người rõ thói quen người này, im lặng là không phản đối, nếu phản đối cậu ta lạnh lùng bảo không. Chứng minh nhân dân, Trần Quả nói, Mạc Phàm đưa ra. Dùng nhân vật hại người không mệt à? Trần Quả hỏi. Tùy, Mạc Phàm thờ ơ đáp, Trần Quả lủi cáo nhưng vẫn nhịn. Tên đội là Hưng Hân được không? Trần Quả trưng cầu ý kiến Diệp Tu, sao cũng được, Diệp Tu cười. Chị hy vọng đặt tên này. Trần Quả không muốn lộng quyền quá, nhưng cái tên Hưng Hân tầm thường này lại chứa rất nhiều ý nghĩa đặc biệt với cô. Cô thực sự mong muốn bọn họ lấy tên này. Chị là sếp, chị quyết định đi. Ai ý kiến đã đít hết, Diệp Tu nói. Ok, Trần Quả tươi cười. Trang chủ Vinh Quang, mục báo vòng khiêu chiến. Tên chiến đội Hưng Hân cùng thông tin các thành viên chính thức xác nhận. Chương 772, đụng hàng. Trên trang đấu khiêu chiến web Vinh Quang, số đội ngũ báo danh tham gia khiêu chiến không ngừng thay đổi. Trần Quả báo danh chiến đội Hưng Hân xong vội vàng về trang chủ, cũng chỉ kịp thấy tên chiến đội Hưng Hân lướt qua trong cuộn sổ. 3647 rồi, Trần Quả sợ hãi thốt lên. Lúc cô mới vào trang còn chưa báo danh, số đội ngũ tham gia chỉ là 3644. Mới nhắn tin cho mọi người thêm 3 đội. Trước đây Trần Quả từng đấy đến vòng khiêu chiến, càng không vào trang đấu khiêu chiến trong giai đoạn báo danh. Thì cô nhớ mang máng rằng số đội ngũ tham gia vòng khiêu chiến được đưa tin vào mỗi năm, nhưng con số cụ thể là bao nhiêu cô không có ấn tượng. Không có cái gì lạ, Diệp Tô cười cười. Còn chưa xong đâu, giờ mới chỉ lửa tháng 8. Điều kiện báo danh vòng khiêu chiến thực rất thấp, yêu cầu duy nhất chỉ có 6 người và 6 nhân vật mắc cấp. Thế nên rất nhiều người rủ nhau chơi, lập độ, trình độ không đồng đều. Trần Quả báo danh xong, ở lại xem trang web một hồi, thấy số lượng đội ngũ dự thi và danh sách cuộn tự động cập nhật. Cô đang suýt xoa, đột nhiên nhìn ở cuộn tên chiến đội Hưng Hân xuất hiện, làm Trần Quả cực kỳ phấn khích. Nhìn kìa, là chúng ta. Trần Quả tự hào kéo Diệp Tù đến xem. Chị có chắc đó là chúng ta? Diệp Tù nói. Chứ còn nữa nào? Haha, chị thử tìm tên chiến đội Hưng Hân xem, Diệp Tù nói. Trần Quả gật mình gõ tên Hưng Hân vào thanh tìm kiếm. Tốc độ rất nhanh, lập tức hiển thị kết quả có hơn 40 đội đều lấy tên Hưng Hân. Ahem. Diệp Tù bù lạnh nhìn kết quả, hắng giọng mới nói tiếp. Mới 45, tảng tạ còn ít. Trần Quả cầm nín luôn, bị đụng hàng thực rất khó chịu, nhưng bó tay rồi. Tên Hưng Hân quá mức phổ biến, cô không xin bản quyền chẳng lẽ không cho người ta đặt. Vòng khiêu chiến cũng thoáng qua, không hạn chế tên trùng, mấy cái tên tầm thường không phải đã có cả bó rồi sao? Nhiều thế này, đội láo mới là đội của chúng ta, Trần Quả hỏi. Click vào thông tin chi tiết đi, Diệp tôi nói. Trần Quả kiên nhẫn kích vào từng đội một, tìm Hưng Hân của họ. Bên trong hiển thị thành viên chiến đội, chỉ có ID và nghề chứ, nhân vật không có gồm thông tin người thật. Hy vọng khiêu chiến tiến hành giai đoạn cuối, liên minh tổ chức apply mới xét duyệt kỹ càng thông tin từng cá nhân, sau đó chính thức công bố thông tin người thật. Trần Quả nhìn đội nhà, so sánh đội ngũ khác, cảm giác đội của mình có tương lai nhất bọn. Nhìn những cái đội Hưng Hân kia, tất cả là đội 6 người, dòm phát biết ngay là hàng góp tạm bợ.
Còn mấy cái đội không có cả mục sư, sứ giả thủ hộ, các chiến đội chuyên nghiệp chưa từng chơi liều, xếp đội hình như thế, đội ngũ như vậy tất nhiên chỉ là để chơi cho vui. Lịch thi đấu khi nào mới có? Trần Quả kích vào mục thi đấu. Ai ngờ trang web hiện tạm thời không có thông tin, quay qua hỏi Diệp Tu. Vậy thì phải chờ hết hạn báo danh cuối tháng này, căn cứ tổng số đội ngũ mới có thể thống kê được sắp xếp sau. Đến lúc đó, dùng thông tin chị đăng ký lúc báo danh đăng nhập vào sẽ thấy được ngày thi đấu của đối thủ chúng ta. Diệp Tu nói. Thì nếu muốn biết của ra thế, Trần Quả hỏi. Vậy hỏi Mộc Tranh, Diệp Tu đáp. Báo danh vòng khiêu chiến xong, Trần Quả phấn khích suốt mấy ngày. Trong mấy ngày này cô dạo tiệm net, thì biết trong tiệm cũng có người chơi Vinh Quang dự định tham gia thi đấu, lại còn không chỉ một đội. Chị Trần, tên đội ngũ trường nghĩ ra, cho mượn tạm tên tiệm net của chị được không? Có một tên nhóc quen thân Trần Quả thường gọi mọi người là Tiểu Minh vừa vào tiệm bắt chuyện khi chạm mặt cô loay hoay trước quầy. Dùng đi, cứ dùng đi. Trần Quả giờ khóc giờ cười, không ngờ trong mảnh đất một mẫu ba tấc đất của mình cũng có người góp chân đụng hàng. Chị Trần có rảnh vào tìm bọn em không? Chị cũng có khả năng lắm chứ đùa. Tiểu Minh cười đùa ha ha. Thực tế, hắn chơi lâu ở Hưng Hân, quen biết Trần Quả, biết có người lập đội tham gia vòng khiêu chiến. Hắn muốn rủ chị chủ nhưng bị mọi người coi nhẹ. Đây không thèm sớm mặt chung với mấy người. Đó là những gì Trần Quả từng nói. Trong mắt mọi người, tình yêu của chị chủ với Vinh Quang cực kỳ thanh kính, hết lòng sùng bái tuyển thủ chuyên nghiệp. Chị chủ coi đám ớt ơ trong tiệm chạy đi tham gia vòng khiêu chiến như họ là không tôn trọng giới chuyên nghiệp. Ai ngờ Tiểu Minh đùa xong lại thấy Trần Quả đắc ý. Không cần, chị có team rồi. Hả? Tiểu Minh trừng mắt. Chị Trần có đội rồi, đội nào? Tự lập không được à? Trần Quả nói. Tiểu Minh nhìn Trần Quả như người ngoài hành tinh hồi lâu mới nói. Chị Trần nghĩ thông rồi, định chơi một cú bẽ mặt luôn à? Biến, đội của chị mà cùng dạng các cậu à? Tụi chị quyết chí giết vào giới chuyên nghiệp, Trần Quả nói. Ha ha. Tiểu Minh nghe xong thì ngẩn ra, sau đó lập tức ôm bụng cười như điên, bộ dáng không giả vờ vịt. Cười xong cả buổi phát hiện ra vẻ mặt Trần Quả đen thui, mới dần nín lại nói. Chị Trần, vừa nãy đùa thôi đúng không? Cười đã chưa? Trần Quả cắn răng. Chị Trần nghiêm túc thật à? Tiểu Minh kinh ngạc. Đương nhiên. Chị Trần nhìn kia. Tiểu Minh chỉ tay ngoài cửa. Gì thế? Trần Quả thắc mắc. Nhìn bên kia kìa. Tiểu Minh nói. Bên kia sao? Trần Quả không hiểu mô tê. Nhìn xem bên kia là gì. Tiểu Minh tiếp. Trần Quả nhìn một lúc rốt cuộc hiểu ra bên kia là gì. Bên kia là cửa lớn của câu lạc bộ giao thế chứ cái đếch gì. Chị Trần, nếu năm ngoái em cười một chút thôi, nhưng với hoàn cảnh năm nay chị cũng đừng trách em cười tới thế chứ. Tiểu Minh nói. Hừ, cậu chờ xem đi, Trần Quả nói. Tiểu Minh thấy thái độ Trần Quả chắc như đinh đóng cột, nhất thời lội lòng hiếu kỳ. Chị Trần, nghe như chị rất tự tin nha. Hừ, thứ cho em nói thẳng, giờ mà có kèo F4 của bá đồ sang đây đối mặt với gia thế cũng chưa chắc tự tin như cậu. Như chị đâu, Tiểu Minh nói. Cậu nói sai rồi, đội ngũ đứng trên sân mà không có lòng tự tin thì làm đếch gì có tiền đồ, Trần Quả dở giọng dạy dỗ. Nhưng chỉ khiến Tiểu Minh phì cười, lời này đương nhiên rất đúng, nhưng vấn đề là chỉ vài ba con gà trong cái tiệm net lộn xộn dám nói tự tin đối mặt chiến đội chuyên nghiệp. Giờ thế có bà tuyển thủ hàng sao, không phải ăn mắm nói bậy sao? Ây, nói không thì có gì hay. Lát nữa, người của tụi em cũng tới, người bên chị đâu? Vừa lúc rảnh khởi động, đánh hữu nghị đi. Tiểu Minh nói, luyện các cậu á? Tiến bộ thế nào được? Trần Quả cười. Lời này rõ ràng là khinh bỉ, thế nhưng là tùy người nói. Tiểu Minh quen thân với Trần Quả, biết chị Trần không phải loại người mắt cao hơn đầu không có ai ra gì. Cô nói vậy càng chứng tỏ đội ngũ trong tay của cô có lẽ rất giỏi. Tiểu Minh càng tò mò đánh tợn. Đánh chơi thôi, coi như là mở mang tầm mắt bọn em. Nghe chị Trần nói thế, càng lúc càng thấy đội của chị hình như rất trâu bò. Nếu thật là tiêu chuẩn chuyên nghiệp, vậy thì em có thể thừa cơ hưởng sái. Nếu có ngày bọn chị thành quán quân liên minh, và em có thể ra ngoài chém gió, đội của tụi năm đó từng luyện cùng quán quân nha. Tiểu Minh hoàn toàn chỉ thuận miệng nói ngọt, nói cho vui, chẳng có chút tin tưởng. Trần Quả đương nhiên cũng hiểu thằng nhóc nói bừa, nhưng cô biết lội tỉnh nên thấy cái lời này cũng bùi tai. Nghĩ tới bèn nhìn xung quanh, người bọn cậu đâu? Chẳng phải kia sao, hàng 4 khu A. Tiểu Minh đưa tay chỉ, hắn rảnh cái tiệm Hưng Hân này không khác nhà mình. Ở thế đi, chị thu xếp xem thử. Trần Quả gật đầu đáp ứng. Hả, giờ luôn? Tiểu Minh hỏi. Lát chị PM cậu trong game. Trần Quả nói xong bỏ lên lầu 2. Bọn họ quen thân lại chơi trong Vinh Quang, đương nhiên át nhau. Lên vòng huấn luyện lầu 2, cô nói lại với mọi người, Diệp Tu giờ khóc giờ cười. Chị thu xếp thi đấu hữu nghị để nước phù sa không chảy trong ruộng ngoài đó hả? Hữu nghị gì chứ, chỉ là tiện tay bắt nạt bọn họ một chút để cho bọn họ biết thế nào là lợi hại. Trần Quả mạnh miệng. Bọn họ chơi được không? Diệp Tu hỏi. Chơi được thì sao? Cậu để vào mắt à? Trần Quả buồn bực. Diệp Tu hỏi làm cô không biết trả lời thế nào. Trời tốt tới đâu không phải là gà mờ trong mắt đại thần sao? Câu hỏi thế này không khiến người khác tổn thương à? Cũng đang rảnh rỗi mọi người thực chiến một chút.
Diệp Tù trưng cầu ý kiến, hôm nay vừa lúc hết cuối tuần, bốt hoàng dã giết cả, mọi người không có chuyện gì gấp gáp. Không làm chậm trễ huấn luyện chứ? Trần Qua hỏi. Kết quả mọi người không ai có ý kiến. Coi như trận đầu của chiến đội chúng ta đi, Diệp Tu cảm thán. Nếu chị nói nhất định phải thắng có quá đáng chút không? Trần Qua nói. Không thể phải nói là, cái này mà thua thì giải tán luôn đi. Diệp Tu trả lời. Được chị gọi tụi kia. Trần Qua thấy thúc đẩy thành công lập tức log in trực Yên Hà, liên lạc bọn Tiểu Minh. Thi đấu giữa người chơi với nhau chỉ cần đứng trong đấu trường trong game, đợi mọi người quay về thành, vân vân. Hạng mục thi đấu giống chính thức, theo chuẩn chuyên nghiệp gồm 3 phần đấu đơn, đấu lôi đài và đấu đoàn đội. Hơn 10 phút sau, cả 3 phần đều kết thúc. Kết quả không nói cũng biết, Trần Quả đang hí hửng trong lòng, định hỏi Hàn Tâm Tình Tiểu Minh, chợt nghe cậu ta vàng tới lầu 2. Chị Trần. Chương 773, Bái Đại Thần. Ha ha, thua nên tìm đến đây à? Trần Quảng nghe Tiểu Minh gọi, vui vẻ hơn nhiều. Cô rất thấu hiểu tâm trạng hiện tại của Tiểu Minh, chỉ mới 10 phút đánh cho cả bọn Summoner. Nếu như là Tiểu Minh không phát hiện ra sự chênh lệch trình độ, vậy coi như uổng phí mấy năm chơi vinh quang. Thật ra mà nói, trước khi biết Diệp Tu Trần Quả vẫn là khâm phục trình độ của Tiểu Minh, lúc bấy giờ tuyển thủ chuyên nghiệp luôn là những mục tiêu xa vời. Nhưng người thường có trình độ tới đâu cũng không so được tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng khi quen biết Diệp Tu, ở cùng hắn mỗi ngày, tiêu chuẩn để đánh giá trình độ Trần Quả cao hơn, cứ lấy Diệp Tu ra so trong tiệm net toàn là tôm tép. Để chị ra chào hỏi, giờ tôm tép bỏ tới Trần Quả vui vọng, vui rất vui để đón tiếp. Gọi cái gì hả? Lầu 2 là khu xà xỉ của chị, cậu đừng ngôn nữa. Trần Quả vừa ra dạy dỗ Tiểu Minh một trận. Tiểu Minh miếu máu không dám hô hào, nhích nhích lại gần. Chị thần Trần ơi, em đến cúng bái đại thần. Đại thần nào? Trần Quả hớn hở, chị đừng có giả vờ nữa. Chẳng phải tin quân mặc tiếu là đại thần Diệp Thu đang lan truyền khắp nơi sao, mà sao ảnh đến chỗ chị, hả? Nghe bảo đại thần Diệp Thu còn muốn lập chiến đội quay về liên minh chuyên nghiệp nữa. Giọng Tiểu Minh nhỏ dần như đang thì thầm bí mật quân sự. Bởi vì trận PK với đường nhu trong tiệm Hưng Hân trước đây, quân mặc tiếu của Diệp Thu đã bị mọi người vây xem từ lâu. Lúc ấy người xem chú ý cái tên quân mặc tiếu này, chỉ có những người thuộc khu 10. Đây là khu mới mở với gà mở chiếm đa số. Dù sao thần chi lĩnh vực đã trốn rừng chân cuối cùng của vinh quang, đá mà cũ trà cần đổi khu chơi lại. Ngoại trừ những kẻ chỉ chơi khu thường nói không với thần chi lĩnh vực. Khi đó mọi người là chứng kiến trình độ Diệp Tu và Ô Thiên Cơ. Tạm không tính tới có bao nhiêu người biết soi hàng, mọi người chỉ là tự dưng tình cờ gặp giữa tiệm net. Có phát hiện cao thủ chỉ là tán dóc đôi câu. Ai mà dí mặt bám đuôi cao thủ mỗi ngày. Họ chỉ cảm thấy trình Diệp Tu quá pro. Chứ nào đâu đây là đại thần tiếng tăm lừng lẫy. Thời gian trôi qua quân mặc tiếu cảng hot khu 10. Mọi người vẫn chỉ là người chơi, người dưng nước lã. Tuy có ghen mộ hâm mộ ghen tị, lại hiếm có người chạy tới xin bỡ đỡ. Bởi tiệm net là đời thực, ai có thể dễ dàng ý anh chị kéo em như trong game. Mãi đến khi tin đồn quân mặc tiếu là Diệp Thu bắt đầu lan rộng, người vây xem lúc ấy không biết đạt tới chỗ nào. Bọn họ vốn là khách, không phải nhân viên trong tiệm. Khách có quen tới mấy, có ngày biến mất không cho hỏi trước. Vì lý do ấy, khu mà mới tin Diệp Thu và quân mặc tiếu ở ngay tiệm Hưng Hân không được lan rộng. Mà dân thần chi lĩnh vực như Tiểu Minh có quen thần cách mấy cũng không tài nào biết được. Người ở thần chi lĩnh vực thường không để ý đến sóng to gió lớn khu mới mở, chờ tới khi họ chú ý đến tên mà mới bước vào cấp được thần chi lĩnh vực cấp 50, sao còn biết quân mặc tiếu đang đứng ở dưới cùng mái hiên họ. Nên trong trận vừa rồi Tiểu Minh mém lọt trỏng khi thấy quân mặc tiếu đột ngột nhảy ra, tiếp hắn cũng đánh rất lơ là, thua một cách hiển nhiên, sau cùng mới vội vã chạy tới cúng đại thần. Cũng biết điều đó, Trần Quả nói. Vậy quân mặc tiếu thực là đại thần Diệp Thu? Tiểu Minh kinh ngạc. Quân mặc tiếu có phải Diệp Thu hay không, giới chuyên nghiệp có kết luận riêng. Mỗi xếp bự của các công hội lớn ngầm hiểu rõ, chỉ có bên ngoài là phòng phanh tin đồn. Diệp Thu chưa từng mở miệng thừa nhận, các công hội dưới trướng câu lạc bộ tất nhiên càng không. Thế lực yếu kém của Diệp Thu đủ đút hành cho họ hộc mồm. Giờ họ chẳng thà rút thằng trả tiết lộ thân phận rời dẫn dụ hàng ngàn fan vây kín. Thần chi lĩnh vực chắc là thống nhất con mẹ nó rồi. Đúng chính là cậu ta Trần Quả nghiêm túc thừa nhận. Chuyện này không cần giữ bí mật, sớm muộn cũng bị vạch trần. Diệp Tu chưa từng thừa nhận hay phủ nhận, mới đầu Trần Quả còn không hiểu. Sau cô mới biết mọi chuyện, bình luận xôn xao Diệp Tu vốn chẳng hề quan tâm. Có thể cho em gặp không? Tiểu Minh lịnh nọt, thôi không tốt lắm đâu. Không phải Trần Quả làm cao nhưng mà Diệp Tu làm tuyển thủ, vẫn luôn chơi trò người giấu mặt, yêu cầu này của Tiểu Minh có lẽ gây khó xử.
Em còn không rõ thói quen của đại thần Diệp Thu sao? Bởi thế em mới tới đây một mình. Tiểu Minh nói. Trần Quả còn đang do dự, cánh cửa sau lưng chợt mở. Diệp Thu bước từ phòng huấn luyện ra. Vừa nãy Tiểu Minh thấy Trần Quả bước ra từ phòng này, đoán đại thần Diệp Thu chắc chắn ở trong. Dán thấy có người xuất hiện lập tức kích động, nhưng sau khi thấy rõ là ai, à một cái. Hóa ra là Tiểu Minh à? Diệp Thu nói. Ồ, anh còn làm ở đây à? Tôi còn tưởng anh thôi việc rồi chứ. Tiểu Minh cũng đáp lời Diệp Thu. Ha ha. Còn ở đây, Diệp Thu đáp. Tiểu Minh là khách hàng thân thiết của Hưng Hân. Hắn biết mọi người trong tiệm, ngay cả ai đến ai đi, biết rõ trái khác chủ tiệm. Có điều hắn tất nhiên không biết trường hợp đặc cách như Diệp Thu. Trần Quả không nói cho hắn hay. Sau này Diệp Thu hoạt động chủ yếu trên tầng 2, hắn không gặp tên này nữa. Chỉ có điều cho rằng hắn đã thôi việc nhân viên tiệm nét hàng năm không biết đổi bao người. Tiểu Minh cũng chẳng thân quen với Diệp Thu, tất nhiên không quan tâm. Anh cũng là một thành viên trong chiến đội. Tiểu Minh kinh ngạc nhìn Diệp Thu ra khỏi cửa. Hắn biết cái tên quản lý này chơi Vinh Quang nhưng chưa từng chú ý qua. Bởi vì Vinh Quang là một trò chơi phổ biến, người chơi nó nhiều vô kể. Gặp màn hình anh ấy là bật Vinh Quang trong tiệm cũng hết sức bình thường. Nhưng khi biết Diệp Tô vừa xuất hiện có thể là một trong thành viên siêu chơi bò chiến đội, Tiểu Minh vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra cao thủ thâm tàng bất lộ ngay cái bên mà mình không biết. Đúng rồi, Diệp Tô gật đầu. Đại thần Diệp Thu cũng ở bên trong à? Tiểu Minh hỏi. Thì anh đây nè, Diệp Tô nói. Tiểu Minh chố tròn mắt, cảm giác rớt xuống. Rồi sau đó im lặng quay qua Trần Quả. Chị Trần, chị đùa em à? Diệp Thu làm quản lý cho chị cơ à? Trần Quả nghe xong cũng không biết nên xấu hổ bản thân có mắt như mù hay là tự hào mình đào to búa lớn tới mức đại thần cũng xin làm một cái chân quản lý. Thoáng chốc cô chả biết trả lời thế nào cho phải. Hai người trò chuyện đi á. Diệp Thu chào hỏi rồi rời đi. Cậu đi đâu đấy? Trần Quả vội hỏi. Mua thuốc lá hết rồi, Diệp Thu nói. Dõi mắt tới khi bóng người nọ biến mất đằng sau cầu thang, Tiểu Minh mới hoàn hồn, lại nhìn Trần Quả. Thật à? Đúng vậy. Trần Quả gật đầu. Cần lời giải thích, Tiểu Minh thắc mắc. Có gì đâu, đại thần cũng cần máy tính để chơi Vinh Quang. Tình cờ chỗ chị có nhiều máy tính, tất cả trùng hợp thôi, Trần Quả nói. Em, tin tức nhiều quá em chưa kịp hiểu. Tiểu Minh choáng váng, Trần Quả nhìn mà hạ dạ vô cùng. Cuối cùng cô cũng chứng kiến được cái cảnh người khác há hốc mồm khi đại thần đột nhiên tiết lộ thân phận. Lúc Tiểu Minh sáng tỏ mọi chuyện, Diệp Tô mua thuốc lá về, miệng còn đang ngậm một điếu. Thế người còn đứng đó gật gù. Có tán dóc à? Vừa nói vừa đưa một điếu cho Tiểu Minh, Tiểu Minh ngơ ngác nhận lấy. Diệp Tô móc hộp quẹt ra châm thuốc, Tiểu Minh ngơ ngác lại gần xin ké lửa. Diệp Tô lại gật gù, tội vào trước đây. Tiểu Minh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay ngây ngốc ước chừng nửa phút mới ngẩng đầu nhìn Trần Quả. Đại thần Diệp Thu tặng em điếu thuốc, còn châm lửa cho em. Đúng rồi, Trần Quả chợt cảm thán, trước đây cô cũng giống Tiểu Minh, cứ cho rằng đại thần là người tít trên cao không ăn nhân gian khói lửa. Nay người ta tặng điếu thuốc châm lửa cực kỳ bình thường, bọn họ không có tài tưởng nực tượng nổi, chỉ khác một chỗ Tiểu Minh kích động là vì đại thần bình dị gần gũi, còn cô là vì hình tượng idol sụp đổ. Em, thôi đừng em nữa, vào thôi. Trần Quả gọi Diệp Tu không có diếm hàng, cô cũng băn khoăn chi nữa. Cả hai đẩy cửa vào, mọi người đang chơi. Trong phòng quả thực hơi nhiều người, Tiểu Minh hoảng hốt giặt xe theo Trần Quả. Tiểu Minh đến đây nè, Diệp Tu gọi. Trần Quả giới thiệu sớm mọi người. Đây là Tiểu Minh, người vừa rồi đấu với tụi mình. À, mọi người đáp. Tiểu Minh cũng chào hỏi. Chào mọi người, Tiểu Minh định nói rõ xưng hô. Hắn nhìn thấy trong phòng đủ nam nữ già trẻ lớn bé, khó lòng thống nhất xưng hô. Tiểu Minh ngồi đi, Diệp Tu nói. Tiểu Minh vội chạy sang trên túi cát, hai tay đặt trên quy củ đầu gối. Tiểu Nhất Phàm đứng dậy rót ly nước đặt trên bàn cho Tiểu Minh. Tiểu Minh thấy một cái cậu nhóc nhưng lễ phép cảm ơn. Trần Quả đứng cạnh giới thiệu. Đây là Kiều Nhất Phàm, cựu thành viên chiến đội Vi Thảo. Á, Tiểu Minh định uống nước lấy lại bình tĩnh nghe Trần Quả giới thiệu run tay, nước văng khắp nơi, may mà Kiều Nhất Phàm chỉ là rót nước ấm. Tuyển thủ quán quân mùa trước, Tiểu Minh kinh ngạc quả thực hắn chưa từng nghe thấy cái tên Kiều Nhất Phàm. Tiểu Minh vắt óc suy nghĩ, chợt ánh mắt lìa trúng một cái người đeo tai nghe ngồi đằng sau màn hình. Người lọ nhìn chăm chú vào máy tính, khóe miệng mỉm cười, trông người lọ quen quá, mới lấy mình ngượng nhìn không kỹ bên này. Tiểu Minh phản ứng chậm, mất một giây nhớ rõ, hắn nhớ mà lão cũng đình công, đây chả phải Tô Mộc Tranh ngư. Chương 774, không quan tâm. Kiều Nhất Phàm rốt cuộc là ai, Tiểu Minh đã không còn quan tâm. Có đào bò, đào tò bố lớn đến đâu, tuổi gì so với Tô Mộc Tranh. Tiểu Minh có thể liệt kê ra hết tuyển thủ ngôi sao tụ hội, nhưng không có ai tên Kiều Nhất Phàm. Tiểu Minh không dám tiến đến chào hỏi,
bèn vội vàng cẩn thận liếc mắt muốn xem lúc nãy mình hấp tấp để sót nhân vật lớn nào không. Vừa xoay qua tầm mắt rơi xuống trên một người mỹ nữ được xem có chút thân quen, Tiểu Minh ngẩn ra. Đây không phải em Đường sao? Người quen kìa. Gặp được người quen làm Tiểu Minh kích động lập tức. Việc này gợi nhớ đến hỏi Trần Quả bên cạnh. Ủa, Tiểu Đường giờ cũng chơi rồi à? Đúng vậy, em ấy vốn có thiên phú lắm, Trần Quả nói. Nhưng không phải em ấy không có hứng thú với Vinh Quang sao? Tiểu Minh nói. Nếu đối thủ quá yếu, thường em ấy không hứng thú. Trần Quả hỏi. Trong số các nhân vật vừa rồi, Tiểu Minh ngớ hỏi. Pháp sư chiến đấu Hàn Yên Nhu, Trần Quả nói. Đủ móa. Tiểu Minh thực toát mồ hôi. Trận vừa rồi chia làm 3 phần giống đánh chuyên nghiệp. Kết quả, 3 người đấu đơn đều thua. Đấu đôi đài bị người ta 1-3. Đấu đoàn đội toàn quân bị diệt. Người thứ 6 của đối phương còn không lên sân. Mà người một mình hạ 3 người. Trong cái phần lôi đài là pháp sư chiến đấu Hàn Yên Nhu. Hơn nữa, nhìn tình hình thế này, 1-3 không hề tốn sức tẹo nào. Khéo léo thêm 2 người nữa cũng bị hạ ngon ơ. Thế nào, đội chỉ đây cũng được hả? Trần Quả nói. Được quá được, không hề kém tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Tiểu Minh thán phục, có lẽ lời này của hắn rất thật lòng, đáng tiếc mức độ chưa đủ. Thế đối phương đối phó mình dễ dàng thì phán ngay người tài, xứng tầm chuyên nghiệp. Chỉ tiếc là hệ tham chiếu cậu ta chọn không chuẩn, dù là sinh viên tiểu học hay sinh viên. Làm mấy cái đề cái kiểu, 1+1=2 cũng thấy giỏi như nhau. Còn nghĩ những lời lúc trước chị là đùa hay không? Trần Quả hỏi. Đương nhiên là không chị Trần. Chờ hội chị vào giới chuyên nghiệp, em là fan tiên phong, Tiểu Minh nói. Không ủng hộ ra thế nữa à? Trần Quả cười, cô đương nhiên biết, Tiểu Minh cũng là fan ra thế. Bằng không sao thấy Mạc Tiếu lại cuống quýt, biết thân phận Diệp Tu là mất bình tĩnh. Ủng hộ cả, Tiểu Minh nói. Nhưng vòng khiêu chiến chỉ có một người thắng mà thôi, Trần Quả nói. Ây, chuyện này, Tiểu Minh ngẩn ra. Chuyện này lúc tưởng Trần Quả nói dẫn thì còn nhớ, giờ lại quên béng, nhất thời hắn cực kỳ khó xử. Mặc dù hắn thân Trần Quả, nhưng ra thế là đội ngũ hắn thực lòng thích và ủng hộ. Sợ rằng so cảm tình thì ra thế chiếm phần hơn, vì vậy hắn không mở miệng ủng hộ bọn Trần Quả cho được, đành là khó xử. Sao hả? Giờ lại thấy bọn chị thật đáng ghét, không muốn vái đại thần nữa. Trần Quả vẫn cười, cô từng là fan nên là hình dung được tâm tình của Tiểu Minh. Sao lại thế chứ? Tiểu Minh thốt ra, thật ra cảm nhận quán đại thần Diệp Thu và gia thế chính là một thể. Ủng hộ đại thần Diệp Thu khác gì ủng hộ gia thế, hay ủng hộ gia thế cũng tính đại thần Diệp Thu. Chưa từng nghĩ có ngày mình phải chọn ra một trong hai. Giờ phút này trong lòng Tiểu Minh khó chịu, hắn hơi hối hận sao hôm nay lại tới hẹn thi đấu. Để rồi biết chuyện Diệp Thu lập chiến đội tham gia vòng khiêu chiến, mặc dù từng nghe thiên hạ đồn thổi, nhưng bây giờ thực sự là sự thật bày ra trước mắt, hắn cảm thấy không dễ chịu. Tiểu Minh vốn là mang tâm trạng thấp thỏm đại thần, lúc này chợt nghe hết cảm đảm, đứng dậy nói: "Đại thần, tại sao anh muốn lập đội khác? Quay về gia thế không hơn ư?" Tiểu Minh luôn là mất tự nhiên, bất thình lình kích động, làm mọi người giật mình, phòng huấn luyện lập tức im lặng như tờ. Diệp Tu vẫn là bình tĩnh từ tốn lắc đầu: "Tôi cũng muốn thế, nhưng tôi giờ trở về gia thế ngày trước gia thế bây giờ có nhiều quan điểm khác với tôi lắm. Mâu thuẫn có thể giải quyết mà." "Có vài mâu thuẫn không thể giải quyết, cần một bên thay đổi trước, tiếc thay chúng tôi đều là những kẻ bảo thủ tới cùng," Diệp Tu nói. "Nhưng vì sao nhất định phải bây giờ cố tranh đấu vị trí kia?" Tiểu Minh buồn rầu. "Đó là quy tắc thi đấu, chúng tôi chỉ là tình cờ gặp nhau," Diệp Tu nói. Tiểu Minh không thể đáp lời, ngơ ngác hồi lâu không biết nói gì. Rơi vào cái tình thế bất đắc dĩ buộc phải chọn một trong hai, Tiểu Minh tin nhiều fan cũng đau lòng như mình. Diệp Thu và gia thế là đối thủ, lại còn ở một nơi một mất một còn như vòng khiêu chiến. Trước khi lên đây, Tiểu Minh chỉ nghĩ việc bái đại thần, hoàn toàn không nghĩ đến cái chuyện này. Giờ nhận ra hiện thực tàn khốc không thể đối mặt, nét mặt Trần Quả cũng không còn như trước. Từ hồi nhìn dáng vẻ không dám tin của Tiểu Minh lúc ban đầu, tới lúc này cô hiểu rõ lỗi lòng trong lòng Tiểu Minh. "Không sao chứ?" Trần Quả hỏi. Dáng ngơ ngác của Tiểu Minh làm cô hơi ngại. "Em... không sao." "Ai..." Tiểu Minh thở dài nặng nề, cảm xúc bàng hoàng phấn kích hơi mới gặp đại thần hoàn toàn biến mất. Nghĩ thoáng một chút, giải đấu chuyên nghiệp trước giờ đều là thế, Trần Quả an ủi. "Em biết, chỉ là giờ không ngờ nó xảy ra với mình. Vốn mọi người còn đang hóng hớt chuyện hay của Bách Hoa. Ai ngờ..." Tiểu Minh thở dài. Trương Giai Lạc chiến đội Bách Hoa trở về gia nhập Bá Đồ, có kẻ chửi người chúc, đồng thời có người ủng hộ hai. Cả hai thành ra xoắn suýt. Nhưng Trương Giai Lạc và Bách Hoa chắc chắn không quyết tuyệt bằng Diệp Tu và gia thế bây giờ. Vòng khiêu chiến là một cái trận đấu một mất một còn, thắng về chuyên nghiệp, thua chìm nổi ở vòng khiêu chiến một năm nữa. Hiện tại chưa có đội ngũ nào chật vật trong đấy hai năm liên tục có thể đứng lên. Gia thế là đội mạnh, nhưng càng là đội mạnh thì càng chịu không nổi sự lên voi xuống chó. Một cái đối thủ xứng tầm quán quân, giờ đang phải tham gia vòng khiêu chiến hàng năm. Fan đợi được, tuyển thủ chuyên nghiệp đợi không được. Những đại thần hàng sau như Tôn Tường và Tiêu Thời Khâm có thể trả giá một năm là quý hóa lắm rồi, kéo thêm một năm nữa ngay cả fan cũng không chấp nhận được. Quãng đời chuyên nghiệp có bao cái lần 2 năm.
Không còn cách nào ư? Tiểu Minh chưa buông xuôi tất cả. Nếu có đương nhiên tụi chị không làm thế. Xét theo tính thực chiến, ai lại muốn một cái đối thủ mạnh như ra thế? Trần qua nói. Em biết chứ. Nhưng có ai quan tâm tới cảm xúc bọn em không? Tiểu Minh đột nhiên thất thảo gào thoáng lên. Không ai quan tâm đâu. Ngoài dự đoán, Diệp Tu đột nhiên thẳng thắn đáp. Tất cả kinh ngạc về phía hắn. Nói thật ra động lực phấn đấu của bọn tôi là lý tưởng cá nhân, không phải lấy lòng bất kỳ ai. Người lấy lòng mấy cậu chỉ có Liên Minh thôi. Tôi nghĩ cậu đừng nên hiểu lầm. Tất nhiên, bọn tôi biết ơn và cảm động sự cổ vũ các cậu. Nhưng xin phụ một câu, nói thi đấu vì các cậu thì giả tạo quá. Ít nhất là đối với chúng tôi hoàn toàn không phải vậy, Diệp Tu nói. Anh nói sai rồi, nếu không phải vì bọn tôi ủng hộ, sao lại có giới chuyên nghiệp, sao lại có giới tuyển thủ chuyên nghiệp? Tiểu Minh phản đối. Cậu nói đúng, nên tôi có nói. Tôi biết ơn và cảm động trước sự ủng hộ của mọi người. Đó là lời thật lòng, nhưng tôi không chỉ thi đấu vì các cậu. Đây là việc khác nhau hoàn toàn, Diệp Tu tiếp lời. Tiểu Minh trợn tròn mắt há mồm. Diệp Tu là đại thần không lộ mặt, cho nên không có bất cứ tư liệu phỏng vấn trực tiếp. Từ trước tới nay chưa từng có tuyển thủ nói thẳng như vậy, nhưng nghe xong ngẫm lại Tiểu Minh chợt cảm thấy khá có lý. Mặc dù là chiến thắng vì fan là khẩu hiệu của nhiều chiến đội hô hào, hơn nữa nhiều tuyển thủ từng cảm động vì sự ủng hộ của fan. Như lời Diệp Tu cảm động biết ơn là thật lòng thật dạ, tuyển thủ chuyên nghiệp là cố gắng thi đấu, cố gắng thành tích tốt hồi báo tình cảm fan, nhưng đó không phải là ước muốn ban đầu khi họ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Vì fan sau này mới phát xuất hiện. Với một cái tuyển thủ thi đấu từ khi vô danh, lúc đó họ vì cái gì? Vì ủng hộ fan. Lúc đó fan còn chưa có thi đấu vì sự ủng hộ, không phải trò đùa sao? Có lẽ anh có thể nói là vì thu hút fan nên là vì fan thi đấu, nhưng ngày giờ khóc giờ cười thế nào ấy? Trần mình bỗng ngộ ra. Hắn vừa nói đến tuyển thủ không nghĩ tới fan, thực tế hình như là fan không hiểu tuyển thủ thì đúng hơn. Trương Gia Nạc trở về quyết định gia nhập Bá Đồ, những gì hắn nhận được hàng tá lời chửi rủa, sự thấu hiểu và ủng hộ vô cùng ít. Rốt cuộc là tuyển thủ không quan tâm ý của họ, hay là bọn họ chưa từng để ý suy nghĩ của tuyển thủ? Tiểu Minh cũng không có nói thêm, bởi hắn sợ tranh luận kế tiếp khéo chính mình lại bị thuyết phục trước. Cho dù hắn thế nào, hắn cũng không muốn thấy cảnh Già Thế và Diệp Thu, mối quan hệ ràng buộc hắn hết lòng ủng hộ, nay rơi vào cảnh một mất một còn, buộc hắn phải chọn. Suy nghĩ này dường như ích kỷ, chả quan tâm rốt cuộc người ta theo đuổi gì. Im lặng hồi lâu, Tiểu Minh bình tĩnh chậm rãi nói, dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn chúc cho mọi người may mắn. Cảm ơn Trần quả đáp, bầu không khí lúc này nghiêm túc, thế nhưng chỉ trước khi mọi người gặp Già Thế mà thôi, Trần Minh nói tiếp. Chương 775, vì sao lại thi đấu? Tiểu Minh rời khỏi không la mắng gì thêm, nhưng bầu không khí trong phòng vẫn rất nặng nề. Lời Diệp Tu dù có lý thế nào cũng không thích hợp nói thẳng. Bàn luận những cái cầu gây xích mích trong mối quan hệ giữa tuyển thủ và người hâm mộ ở lời riêng tư thì được. Nhưng mà ở trong phòng huấn luyện xuất thần khác nhau, lai lịch hỗn tạp, quan điểm cũng khác, lời Diệp Tu tùy người nghe mà cảm xúc không đồng nhất. Trần Quả thuộc tiếp người đa cảm, cảm thấy là pha não tản lâu năm, khó tránh khỏi còn tìm pha lê vụn vỡ như Tiểu Minh. Thật ra ở tuổi này cô làm sao không biết, lời đường mật của câu lạc bộ hay tuyển thủ đều có thủ đoạn kinh doanh. Diệp Tu nói đúng, chẳng qua fan Nô Lâm đã quen với cái việc trốn tránh hiện thực, tự lừa người dối mình. Giờ bất thình lình bị Diệp Tu nói toẹt ra, Trần Quả chợt xúc động tới mức vớt lờ luôn tên này. Còn cậu Nhất Phàm thì sao, cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp, tiếc rằng chỉ mới là kẻ vô danh không ai hâm mộ. Thuộc cái loại liếu fan có thì sẽ là mừng mất ngủ, dâng trào niềm tin với tương lai. Với cậu, fan còn là sự khẳng định, cậu mong mỏi mọi người chú ý, được mọi người coi trọng, còn chuyện báo đáp ủng hộ của fan thế nào cậu vẫn là chưa leo được tới lúc đó. Cậu từng nghe rất nhiều chuyện trong giới, ví như tuyển thủ chuyên nghiệp gặp thất bại tinh thần, đặc biệt sa sút, cuối cùng nhiều fan ủng hộ cổ vũ mà đứng lên lần nữa, hay là tuyển thủ khác cũng là kẻ vô danh như mình, nhớ có lượng fan ít ỏi ủng hộ mới tiếp tục chiến đấu tiếp bước. Những cái chuyện ấy từng xảy ra với nhiều người, riêng kiểu Nhất Phàm thì không, cậu chỉ biết khi mình gặp khó khăn nhất, người củng cố động lực và niềm tin khi đó không phải bất kỳ fan hâm mộ mà là một tuyển thủ. Người ấy không nói cậu những cái lời động viên xúc động mà chỉ hướng dẫn cậu một cách bài bản. Fan ủng hộ là tạo cho mình nghị lực thế nào, Kiều Nhất Phàm chưa từng trải không biết. Nhưng cậu biết những gì đại thần dạy cậu tuy không nhiều lại giúp quãng đời chuyên nghiệp của cậu bớt quanh co hơn. Nếu không có đại thần, cậu tiếp tục dùng thích cách sống đời vô danh ở Vi Thảo. Vậy cậu bây giờ ra sao? Bất chợt Kiều Nhất Phàm nghĩ lạc sang đây, hoàn toàn quên mất cái chuyện fan và tuyển thủ.
Mà An Văn Giật ngồi kế bên, sự lý trí và trưởng thành vượt qua tuổi thật làm hắn là người lên tiếng đầu tiên. Anh không nên nói những nơi này, An Văn Giật nói, còn bồi tiếp một câu, dù chúng ta có là sự thật đi chăng nữa. Chắc thằng này không nói thật thì chết đó. Trần Khoa ôm tim vụn vỡ mắng mỏ, ngẫm lại mấy cái tháng sống cùng Diệp Tu. Cô không biết bị chặn họng bao lần, nhưng so với những cái chuyện giờ khóc giờ cười hơi cay lòng trước đó, sự thật lần này quá tàn nhẫn khiến người ta muốn trốn tránh. Thế mà cái tên cờ hó này nói toẹt móng heo, buộc người ta phải đối mặt với hiện thực tàn khốc quá độc ác. Đúng vậy, Ngụy Sâm cũng mắng, chỉ là fan thôi cần gì phải thế. Mấy người ngây thơ quá, Diệp Tu bỗng nói tiếp, thật ra tụi không nói cho em nghe, mà nó nói cho mọi người nghe đó. Hả? Ai đấy giật mình. Khi mọi người trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, có được nhiều fan hâm mộ, nhìn họ cổ vũ và động viên mình, biết họ thích hay không thích gì, mọi người bị chi phối theo không? Hình như ẩn ý quá rồi, Trần Quả thoáng kinh ngạc. Cô không ngờ Diệp Tu lại ẩn ý sâu xa thế vậy. Tuy có biết đại thần tất nhiên là cao thâm, từ khi Diệp Tu chụp vào tiệm net cô làm quản lý, hình tượng đại thần rớt thẳng từ thiên đường xuống trần thế. Đây không phải chuyện nhỏ đâu, chuyện này quan trọng lắm đấy. Tất cả phải hiểu rõ mục đích thi đấu của mình, nó quyết định mỗi người có thể làm gì, thành tựu gì, đi được bao xa trên con đường này. Diệp Tu nói, đấu giải vì fan không phải không được, chẳng qua kiểu chơi này khó lòng giải quán quân. Fan thích chưa hẳn là đúng, mỗi cá nhân phải tự quyết định cách chơi thích hợp của mình, bởi vì mình mới là tuyển thủ chuyên nghiệp. Chuẩn con mẹ nó rồi, Ngụy Sâm đột nhiên hùa theo Diệp Tu giọng cực kỳ nghiêm túc. Vì chiến thắng, cứ dùng cách mà mọi người cho là đúng, YOLO luôn. Nói thì nói vậy, nhưng mà vì chiến thắng mà bất chấp thủ đoạn thì hơi quá. Chúng ta cần phải suy xét cẩn thận trước khi làm cái trò vô đạo đức vô liêm sỉ. Dù sao chúng ta vẫn là con người, Diệp Tu tiếp lời. Chuẩn luôn, nhớ phải dùng cẩn thận. Chỉ khi khó quá hay là kệ mẹ đạo đức, thế như lúc là giật giải ba quán quân ấy. Ngụy Sâm nói, cả bọn xoay về một phía. Mới nãy còn là rất sâu sắc ngẫm lại lời của Diệp Thu và cảm thấy chí lý. Nếu mà một tuyển thủ chuyên nghiệp đánh mất bản thân, mất đi phong cách và cái tôi riêng, sao lấy được cái thành tích thuộc về mình? Ai dè Ngụy Sâm góp lời, hai người đấu võ mồm, đề tài bay cao và bay xa. Hai người bắt đầu lôi kỷ lục thi đua làm đó chọi nhau trước cái thành tích giành giành trước mặt Ngụy Sâm đánh vào thế yếu. Ngay lúc cả hai sắp chết hết chém nổi, Diệp Tu chợt là tổ lái về. Nói tóm lại, vì sao phải trở thành tuyển thủ và tham gia giải đấu chuyên nghiệp, đây không phải là vấn đề đơn giản đâu. Tự dưng bẻ một cái về cái tỉnh rụi như vậy, mọi người thầm gào thét không thể chịu nổi. Có điều lời của Diệp Tu, người có tâm ầm thầm nhớ kỹ, vấn đề này quả là đơn giản và không đơn giản. Hiện tại mọi người đều là hâm mộ bánh bao vô lo vô nghĩ. Lúc mọi người lặng lòng vì cái câu hỏi nghiêm túc, tên nọ chẳng biết tìm đâu ra cái trò offline trên máy, chơi rất vui vẻ. Cậu ta nghe hết nhưng mà ngẫm nghĩ những gì Diệp Tu nói hay không, hẳn là cái vấn đề đừng lên nghiên cứu. Từ ngày mai mỗi ngày lộp một bài viết cỡ tầm 800 từ, trình bày lý do vì sao muốn trở thành chuyên nghiệp. Diệp Tu nghiêm túc tổng kết, mọi người khó hiểu nhìn sang không biết hắn đùa hay thiệt, chẳng ngờ Ngụy Sâm bên cạnh chợt ngẩng cẳng. Nhìn đi, trò vô đạo đức vô liêm sỉ xuất hiện rồi. Với mấy cái đũa vô văn hóa chưa học hết từ thì quả thật hơi khó. Ông thấy chuyện này khó cũng là bình thường thôi, Diệp Tu bình tĩnh đáp. Mẹ nó, nếu ông đây có thể gõ 800 chữ khác nhau trên máy tính, chú mày dám ăn luôn màn hình không? Ngụy Sâm gào lên. Ông gõ đi, tí nữa thống kê số lượng từ, Diệp Tu nói. Hừ, mày tưởng tao trúng chưa à? Ngụy Sâm đáp. Cuộc đấu võ mồm lại bắt đầu, mọi người quay đầu đi. Còn là bài viết 800 chữ thì thôi quên đi, coi như chưa ai nghe thấy. Từng ngày lại trôi qua, phản ứng kích động quá mức của Tiểu Minh ngày ấy làm Trần Quả không yên lòng. Cố hận vì mình là tổ chức trận đấu kia, đồng thời cô nhận ra lập một đội ngũ ở đây. Nếu mà tham gia sẽ vui như Tiểu Minh chẳng ai quan tâm. Chứ một cái đội thật lòng muốn vào giới chuyên nghiệp thì thành vai phản diện xấu xa nhất. Bởi đây là sân nhà gia thế, thiên hạ của gia thế. Tiệm Hưng Hân mỗi ngày là có người chơi vinh quang ra vào, 90% là gia thế fan. Fan trung thành giống Tiểu Minh nhiều vô cùng. Mình vinh váo quá rồi, Trần Quả tự kiểm điểm, đồng thời ngộ ra đội ngũ của họ quả thực không hợp lộ mặt. Trần Quả mở tiệm net đã lâu, gặp mặt vô số fan đủ loại người. Nếu mà bọn họ quyết sống mãi về gia thế, câu lạc bộ giàu mạnh như gia thế không giờ trò, nhưng mà fan hâm mộ thì chưa chắc. Vì chiến thắng đội nhà, fan sẽ làm đủ chuyện ngáng chân đối thủ. Năng lực bây giờ của Trần Quả không đủ để bảo vệ, bọn họ đóng vai phản diện quả thật là quá nguy hiểm. Cũng may Tiểu Minh không tiết lộ bí mật ra ngoài, mấy ngày này vẫn là trôi qua trong yên bình. Nhưng từ đó về sau cô không thấy cậu chàng ngày nào cũng tới Tiểu Minh và nhóm bạn lập đội hay chơi chung với cậu ta. Trần Quả biết hiện giờ nhóm bọn họ trở thành kẻ đối địch với gia thế, làm sao mà người ủng hộ gia thế như Tiểu Minh có thể ngồi trong ổ địch để lên mạng.
Có một ngày Trần Quả đi ngang qua tiệm nét Hoàng Thái, tình cờ thấy Tiểu Minh và bạn bè cậu ta vào bên đó. Trần Quả hiểu tiệm cổ vĩnh viễn mất một vị khách quen. Mới giai đoạn đầu, chờ tới khi chiến đội Hưng Hần gây chú ý, Trần Quả nghĩ họ không giấu được. Đến lúc đó mọi người biết chiến đội tiệm Hưng Hần đối nghịch ra thế, việc kinh doanh của cô thế nào. Có khi phản biểu tình chống online trong tiệm Hưng Hần làm doanh thu cô giảm mạnh. Gần đây bận việc mãi hưng phấn mà quên mất những nguy cơ tiềm tàng. Chuyện Tiểu Minh đến cảnh tình cô rất nhiều, giờ họ khiêu chiến ra thế ở địa bàn nhà người ta. Ông bà có câu phép vua thua lệ làng, bọn họ còn liều hơn chui hẳn vào cái làng bùng lụa thoải mái. Đối mặt với ra thế áp lực không chỉ là từ thực lực siêu mạnh mà còn những cái ngoại lực cực kỳ đáng sợ, coi bộ cô phải là chủ tính lại thôi.